con gì đấy chị? Con hến này ạ. À, hến này. Nông à? Nó chỉ có ở tầm tầng nước nông thôi đúng không? Vâng. Nhưng mà cái này không có. Cái này phải ở dưới. À, hến này. Con hến này còn sò chứ. Ô, cái này con này ăn ngon lắm à. Nó cay ngon. Đây, cầm cái này ra đây cho chị. Yeah, vui. Tưởng nó những cái hút hút này là nó có này. Không có. Có. Cái này em chỉ nhặt ở đây này.